Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Sáu ngày 17 tháng 4 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Cúm Vũ Hán, nền kinh tế Việt Nam trên bờ sụp đổ. Việt Nam vừa đang ở trong ngày cuối cùng của 15 ngày cách ly xã hội và hiện đứng trước câu hỏi cần tiếp tục cách ly nghiêm ngặt hay nới lỏng dần để kích hoạt lại guồng máy kinh tế vốn đang rất rệu rã và gần như rất nhiều doanh nghiệp chuẩn bị phá sản vì việc này. Đầu tuần này, hình ảnh một người ngoại quốc đứng bên lề đường của thành phố Hồ Chí Minh xin tiền mua thức ăn đã trở thành một tâm điểm bàn tán của dư luận. Bên cạnh lời bình về sĩ diện, về lòng nhân ái, khía cạnh kinh tế của câu chuyện đã châm ngòi cho các trao đổi nghiêm túc. Đây là hình ảnh thầy giáo Jones người Anh với tấm biển không có công việc giúp tiền mua thức ăn cảm ơn, khiến nhiều người chạnh lòng. Thầy giáo có thu nhập 20 triệu đồng một tháng nhưng bị thất nghiệp 3 tháng và lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Sau khi được người dân Sài Gòn ủng hộ tổng cộng 48,3 triệu đồng, thầy Jones chỉ giữ lại 12 triệu đồng, đủ để đóng 2 tháng tiền trọ còn thiếu. 36,3 triệu đồng còn lại, ông xin gửi cho người khó khăn hơn. Cũng trong tuần, người ta đã chứng kiến một số người dân nghèo chen lấn xô đẩy tại một điểm ATM phát gạo từ thiện ở Hà Nội. Và nếu hình ảnh ông thầy Tây minh họa sống động cho viễn cảnh người ta có thể chết đói trước khi chết do nhiễm cúm Vũ Hán, thì cũng đã lâu rồi người ta mới chứng kiến một sự cố chen lấn như thế tại thủ đô Hà Nội. Vào ngày 15 tháng 4 là thời điểm kết thúc cách ly xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Một cơ hội lớn được đặt ra, tiếp tục cách ly để kiểm soát dịch bệnh hay nới lỏng dần để kinh tế vận hành trở lại. Dịch bệnh đã khiến hoạt động kinh tế, thương mại quốc tế và nội địa suy giảm, ngưng trệ nghiêm trọng. Doanh nghiệp phá sản tăng cao, số lượng người thất nghiệp, người nghèo cũng từ đấy mà tăng với cấp số nhân. Theo thống kê mới nhất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, vào quý 1 năm 2020 có gần 34.900 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 2% so với cùng kỳ năm trước. Một khảo sát gần đây của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho thấy có tới gần 30% số doanh nghiệp chỉ có thể duy trì hoạt động được không quá 3 tháng. 50% doanh nghiệp chỉ trụ được nửa năm. Và doanh nghiệp khó khăn giải thể kéo theo người lao động thất nghiệp. Cũng theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, tháng 2 đã có 47.164 người đăng ký nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, tăng 59,2% so với tháng 1 và tăng 70% so với cùng kỳ năm ngoái. Thì đây là số tăng cực kỳ lớn. Và khi Việt Nam áp dụng các biện pháp cách ly xã hội nghiêm ngặt từ mùng 1 đến 15 tháng 4, tình hình kinh tế càng trở nên khó khăn và tồi tệ hơn. Trong khi chủ trương chống dịch như chống giặc đã mang lại thành công bước đầu trong ngăn chặn dịch bệnh, bài toán kinh tế thì khó giải hơn rất nhiều vì liên quan đến hàng triệu việc làm và hàng trăm nghìn doanh nghiệp. Đây là hình ảnh xa lộ cửa ngõ vào thành phố Hồ Chí Minh ngay cầu Sài Gòn vào ngày 15 tháng 4. Trong những ngày cả nước cách ly, lưu lượng xe lưu thông chỉ còn có 20% so với ngày thường. Trao đổi với đài tiếng nói BBC ở London, bà Vũ Kim Hạnh, chủ tịch doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao, đưa ra một ví dụ minh họa như sau. Thành phố Hồ Chí Minh năm nay dự thu 405.000 tỷ đồng, tương đương mỗi ngày thu 1.100 tỷ đồng, tức 50 triệu đô la. Cứ mỗi ngày cách ly là thành phố chẳng những mất khoản thu đó mà còn phải chi biết bao nhiêu tỷ cho việc điều trị, phòng dịch, cứu trợ người dân. Trao đổi với tài BBC tiếng Việt, tiến sĩ Nguyễn Quang A đã đánh giá tiếp như sau. Cách ly xã hội giúp Việt Nam khống chế tốt dịch bệnh, đảm bảo không bùng phát ngoài tầm kiểm soát, nhưng nó làm đóng băng gần như hoàn toàn sự vận hành của nền kinh tế. Trước câu hỏi liệu có nên nới lỏng, kích hoạt dần các hoạt động kinh tế, tiến sĩ Nguyễn Quang A chia sẻ như sau. Đây là một lựa chọn khó khăn, chắc chắn nếu thấy dịch được kiểm soát thì có thể nới lỏng từng phần, từng địa phương theo tình hình cụ thể của mỗi địa phương để tránh tổn thất về kinh tế. Lưu ý, các doanh nghiệp mà chết có khi còn nguy hiểm hơn. Bà Vũ Kim Hạnh nhìn nhận vụ việc đảm bảo mục tiêu kép là vô cùng khó khăn. Bà nói, hiện các nước chia sẻ nhận thức về hai nhiệm vụ cấp bách là giữ và cứu tính mạng người dân là quan trọng nhất, thứ nhì là sức khỏe tính mạng doanh nghiệp, cũng là của nền kinh tế. Trong các giải pháp phòng chống dịch bệnh thì quan trọng nhất là giãn cách xã hội, và thực hiện giãn cách thì đạt được hiệu quả về mặt y tế nhưng lại phải chịu thiệt hại rất lớn là đóng băng các hoạt động kinh tế. Tôi tin rằng chính phủ Việt Nam hiểu hơn ai hết là nước mình không có quỹ dự trữ công lớn đến mức có thể an tâm đóng cửa đủ lâu. Nhưng xóa hết giãn cách để bùng phát dịch bệnh
thì chắc chắn chính quyền không dám. Và bài toán kinh tế là nội dung trọng tâm gần đây của chính phủ Việt Nam. Trong các phát biểu chỉ đạo mới nhất, bên cạnh chủ trương chống dịch như chống giặc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã không ngừng nhấn mạnh mục tiêu kép và quyết tâm đưa nền kinh tế bật dậy như lò xo. Tuy nhiên, đây chỉ là một mong muốn, thực tế thì có lẽ khác xa những điều mà ông Thủ tướng Việt Nam nói. Đây là hình ảnh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp vào ngày 15 tháng 4 đã đồng ý kiến nghị của Ban Chỉ đạo Quốc gia về việc phân loại nguy cơ dịch bệnh ở các địa phương. Ngoài 12 tỉnh thành nguy cơ cao thì 16 địa phương có nguy cơ dịch cúm Vũ Hán cũng phải tiếp tục cách ly xã hội cho đến hết ngày 22 tháng 4. Tiến sĩ Nguyễn Quang A nhận định không có giải pháp tối ưu là và luôn là hình thành sự đánh đổi rất khó khăn. Ông Thủ tướng Việt Nam nói phải đặt mục tiêu kép, tức là khống chế được dịch bệnh, đồng thời phải đảm bảo nền kinh tế, đó là cách tiếp cận đúng. Ông ấy cũng bàn nhiều và nghe dư luận để điều chỉnh chính sách, thí dụ như xuất khẩu gạo. Tôi nghĩ quan trọng nhất là phải nắm rõ tình hình, đưa ra các quyết định chính sách trên cơ sở bằng chứng thì chính sách sẽ tốt hơn. Để vực dậy nền kinh tế, chính phủ Việt Nam đã đưa ra hàng loạt biện pháp, trong đó có gói hỗ trợ tiền tệ được nâng lên khoảng 300.000 tỷ đồng, gói hỗ trợ về tài khoá khoảng 180.000 tỷ đồng. Cổng thông tin chính phủ cho biết như vậy và nói chúng ta có cú đấm thép là số vốn đầu tư công gần 700.000 tỷ đồng, tương đương 30 tỷ đô la, cần phải giải ngân hết trong năm nay. Về giải pháp, bà Vũ Kim Hạnh tiếp tục phân tích như sau. Việc hỗ trợ doanh nghiệp lần này hoàn toàn khác khái niệm hỗ trợ xưa nay, nên phải cứu doanh nghiệp để cứu nền kinh tế. Đó là điều bắt buộc phải làm nếu không muốn kinh tế sụp đổ. Bây giờ thì tựa vào vận hành kinh tế nội địa trong điều kiện tập trung nhất như có thể, đồng thời hết sức tranh thủ cơ hội bên ngoài như các hợp đồng thực hiện khẩu trang, thiết bị y tế nếu có. Bàn về việc các địa phương đề xuất việc tiếp tục cách ly xã hội từ một tuần cho đến hết cuối tháng 5, tiến sĩ Quang A đánh giá như sau. Các lãnh đạo địa phương khó chủ động trong tình huống này, ví dụ như có thể sợ trách nhiệm hoặc đại hội đảng 13 đang đến gần và việc sắp xếp nhân sự đang diễn ra và khi làm sai thì họ có thể mất cơ hội bước tiếp. Và họ thường thụ động theo hướng siết chặt. Chính vì thế, chính phủ nên có các chỉ dẫn rõ ràng. Tôi nghĩ sau 15 tháng 4 tốt nhất là mở từng phần, từng địa phương và theo dõi sát sao và điều chỉnh kịp thời. Ông đã nói như vậy. Còn bà Vũ Thị Kim Hạnh cho rằng giãn cách xã hội đã mang lại hiệu quả tốt trong phòng dịch, nhưng đồng thời cũng lưu ý cấm tất cả thì dễ, cho hồi phục hoạt động kinh tế một phần thì khó hơn rất nhiều mà không thể không làm. Đây là hình ảnh giờ tan tầm ở khu công nghiệp Tân Tạo, thành phố Hồ Chí Minh ngày 9 tháng 4 trong lệnh cách ly toàn quốc. Bà cũng chia sẻ thực tế là khó có thể bỏ giãn cách ngay. Bà nói, tôi tin giãn cách sẽ tiếp tục, không thể nào xóa bỏ, quay trở lại bình thường. Nhưng tiếp tục như thế nào nên có những nguyên tắc bất di bất dịch. Giãn cách hiện nay là giải pháp đầu tiên và quan trọng nhất để tránh bùng phát. Việt Nam nghèo hơn các nước khác, chi tiêu để phòng chống dịch bệnh không được như các nước giàu. Cũng vì vậy phải có những cách để nền kinh tế hồi phục lại, chứ không thì sụp đổ. Và doanh nghiệp mệt mỏi lắm rồi. Hội chúng tôi gồm những doanh nghiệp có uy tín trên thị trường, nhưng cũng than là cứ đóng cửa thế này 2 tháng nữa là họ dẹp luôn vì hàng tồn kho nhiều và không còn thanh khoản. Tôi đoán là nhà nước sẽ vẫn phải giãn cách với các nguyên tắc nghiêm ngặt nhất, nhưng cũng đến lúc phải mở ra một phần cho doanh nghiệp còn làm ăn. Bà Kim Hạnh chia sẻ. Và Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng Cao cho rằng trong bối cảnh thực hiện mục tiêu kép thì chính phủ cứ minh bạch với dân rằng nhu cầu cứu vãn kinh tế cần bao nhiêu tiền, nước mình nghèo thì chỉ có sức bao nhiêu, kêu gọi dân đóng góp bao nhiêu, đi vay quốc tế bao nhiêu và bù vào chỗ thiếu hụt tiền là niềm tin của dân, là cam kết thực thi thật nghiêm túc, hiệu quả và có kỷ luật và sẵn sàng đặt dưới sự kiểm soát của người dân bởi đại dịch lần này tình thế quá khác, quá nghiệt ngã, đến mức sống còn thì phải làm như vậy thôi. Và bà cũng nhận xét chính sách hỗ trợ hiện nay còn bất cập, đòi hỏi nhiều thủ tục nản lòng người dân và doanh nghiệp. Muốn hỗ trợ cho người lao động mà cơ quan thực thi nhất thiết yêu cầu người lao động phải chứng minh rằng công ty mình làm đã bị thiệt hại nặng đến mức phá sản vì dịch bệnh thì làm sao chứng minh được. Hay vay ngân hàng đã túng ngặt rồi mà còn phải giải trình thế chấp, trình tài sản thế chấp đầy đủ, trình phương án hay hợp đồng đảm bảo trả nợ thì doanh nghiệp bó tay thôi, bà đã nói như vậy. Bà Vũ Thị Kim Hạnh gợi ý giải pháp chính phủ phải có quỹ bảo trợ rủi ro cho ngân hàng, bởi ngân hàng cũng là đơn vị kinh doanh, bằng không thì hai bên sẽ co kéo không lối thoát hay có lối thoát cho bên tiêu cực.
Bà cũng lưu ý trong bối cảnh hiện tại, chính phủ cần xem xét chỉ đạo hoãn hay cấm bán công ty Việt Nam cho công ty có yếu tố nước ngoài, và đặc biệt là Trung Quốc. Và Ngân hàng Thế giới World Bank nhận định rằng Việt Nam đã bắt đầu nếm đòn từ sự biến động khôn lường của thị trường tài chính toàn cầu hiện nay, vì đại dịch viêm phổi Vũ Hán đã tăng trưởng kinh tế có thể giảm xuống chỉ còn có 4,9%, cũng như tăng tỷ lệ nghèo nửa đầu năm 2020. Đây là hình ảnh bến xe miền Đông của Thành phố Hồ Chí Minh vào hôm 31 tháng 3, đêm cuối cùng trước ngày cách ly xã hội. Kể từ 0 giờ ngày 1 tháng 4 thì tất cả các xe khách, xe bus trên toàn tuyến toàn quốc đều ngưng chạy. Trong mấy tháng đầu năm 2020, áp lực lạm phát vẫn tồn tại do giá lương thực và thực phẩm ở mức cao dịp cuối năm, kết hợp với khả năng hàng hóa thiếu hụt do những biện pháp hạn chế thương mại nhằm đáp ứng với đối phó với dịch viêm phổi Vũ Hán. Các ngành chế tạo, chế biến, du lịch và vận tải suy giảm đột ngột trong 2 tháng đầu năm 2020. World Bank nhận định trong báo cáo cập nhật tình hình kinh tế với tựa đề Đông Á và Thái Bình Dương thời cúm Vũ Hán ra ngày 31 tháng 3 như vậy. Thông tin thêm, Việt Nam đã bắt đầu nếm đòn từ sự biến động khôn lường của nền tài chính toàn cầu hiện nay, giá cổ phiếu tụt dốc, độ rủi ro tín nhiệm quốc gia tăng lên và dòng vốn đầu tư suy giảm. Tổ chức tài chính quốc tế này nhận định thêm rằng với dư địa chính sách trong tay, Việt Nam đang ở vị thế vững vàng để vượt qua khủng hoảng về y tế và kinh tế đang diễn ra. Nêu dẫn chứng về việc trong 2 tháng đầu năm xuất khẩu tăng trưởng 8%, dòng vốn FDI đổ vào lên đến 2,5 tỷ đô la, ngành bán lẻ tăng trưởng 5,4%. Ngân hàng Thế giới cũng cho rằng dù viễn cảnh kinh tế của Việt Nam vẫn thuận lợi trong trung hạn, nhưng tăng trưởng GDP sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực với tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế có thể giảm xuống chỉ còn có 4,9% trong năm 2020. Ngoài ra, áp lực lạm phát dự báo sẽ tăng lên tạm thời, phản ánh bất định về giá lương thực, thực phẩm và nhiên liệu, cũng như khả năng bị gián đoạn thương mại. Và bóng ma của đại dịch cúm Vũ Hán cũng đang bao trùm nền kinh tế của Việt Nam từ Bắc chí Nam. Đây là hình ảnh ngày 8 tháng 4 tại khu vực đông đúc hành khách ở sân bay Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh trong ngày cách ly toàn quốc, nay đã sạch bóng, không có người. Khảo sát gần nhất của Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tư nhân, tức Ban số 4, trên 1.200 doanh nghiệp về ảnh hưởng của dịch cúm Vũ Hán với hoạt động kinh doanh cho thấy, nếu dịch cúm Vũ Hán kéo dài 6 tháng, thì 74% doanh nghiệp có thể sẽ phá sản. Nguyên nhân chủ yếu là do doanh nghiệp không thu để bù chi các khoản chi hoạt động như trả lương, lãi vay ngân hàng, thuê mặt bằng. Ngoài ra, gần 30% doanh nghiệp mất từ 20 đến 50% doanh thu, 60% doanh nghiệp thậm chí giảm hơn một nửa doanh thu. Những nhóm ngành bị tác động nghiêm trọng và tức thì là hàng không, du lịch, gồm có lưu trú, khách sạn, ăn uống, giáo dục, dệt may, da giày, sản xuất đồ gỗ. Và dịch cúm Vũ Hán còn khiến hoạt động sản xuất có thể trì trệ, thương mại bị hạn chế, nông nghiệp bán lẻ và dòng vốn đầu tư quốc tế cũng dính đòn. Ngành hàng không bị mất trắng trên 1 tỷ đô la và chưa có điểm dừng. Theo dự báo của Cục Hàng không Việt Nam, diễn biến phức tạp của dịch có thể tác động làm ảnh hưởng doanh thu của các hãng hàng không Việt Nam khoảng 25.000 tỷ đồng vào năm 2020. Trong đó, Vietnam Airlines dự kiến doanh thu giảm 12.500 tỷ đồng, Jet Pacific dự kiến giảm doanh thu khoảng 732,8 tỷ đồng. Tính đến thời điểm này, doanh thu của ngành đã bị sụt giảm tới 25.000 tỷ đồng. Vào hôm 15 tháng 4 năm 2020, tại phiên họp thường trực chính phủ về phòng chống dịch COVID-19, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý 12 tỉnh thành kéo dài cách ly xã hội đến 22 tháng 4 hoặc 30 tháng 4. Như vậy, với quyết định này thì nền kinh tế Việt Nam sẽ còn tiếp tục lao dốc nhanh hơn nữa. Hàng triệu hộ dân nghèo mặc dù được nhà nước hứa đưa ra ngân sách hỗ trợ nhưng họ cũng gần như chưa nhận được gì, mà cái đói thì đã đến. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ Sáu, ngày 17 tháng 4 năm 2020. Bản tin cúm Vũ Hán, nền kinh tế Việt Nam trên bờ vực sụp đổ. Các bạn hãy chia sẻ bản tin này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.